Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp tương khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lý sài gòn tv à, như trước phần quảng cáo thì ngọc lan đã nói tuần lễ uh, July 4 này thì bắt đầu từ hồi cuối tuần rồi kéo dài bây giờ à, mặc dù là ở ngay tại miền nam cali của chúng ta ở ngay cái vùng này bắt đầu thời tiết bắt đầu nóng lên à, người ta nói rằng là uh, tháng 5 mây mù tháng 6 âm u gì đó nó đã trở thành nó đã trở thành quá khứ rồi bây giờ mình phải đang đối diện với những cái cơn nóng nhưng mà ở phía miền đông đó thầy lại là mưa bão à, bắt đầu từ người ta nói là kéo dài từ New York, Pennsylvania cho đến Arkansas luôn. À, ngày hôm qua, ngày chủ nhật thì gần hơn 50 triệu người là họ phải đối diện với những cái cơn giông gió ở cái những cái khu vực này à, ở Tennessee, ở Kentucky, ở Baltimore, rồi ở North Carolina, Washington DC vân vân rất là nhiều. À, ngay cả ông thị trưởng của thành phố New York, ông cũng nói rằng là À, cái cơn mưa mà ở quanh cái vùng đó nó kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ đó nó đã gây nên những cái tình trạng rất là nguy hiểm cho một số những cái khu vực à, rồi ở ngay cả ở Chicago thì những cái thay vì hồi cuối tuần rồi họ có những cái cái cuộc đua xe đó thì bây giờ cũng phải bị uh, uh, giống như là bị trì trệ lại uh, rất là nhiều những cái ảnh hưởng do cái, cái cái cơn bão ở cái khu vực ở miền đông ở miền nam cali của chúng ta thì người ta đã nhắc nhở đến với cái chuyện là đối diện với lại những cái cơn nắng nóng à, có thể là như ngày hôm nay đi nhiệt độ cao nhất cũng đã lên đến hơn 80 độ à, rồi cuối tuần này ngày mai á, ngày mai là july 4 thì nó lại rất là nóng thì họ cũng nhắc nhở rằng là quý vị đi ra đường thì nhớ là À, đội nón rồi chứ không phải mặc áo ấm giống như những lần trước à, uống nước nhiều rồi tìm những cái nơi mà tránh nóng à, đó là những cái cái liên quan đến thời tiết mà cũng vì thời tiết cho nên dẫn đến cái tình trạng là hôm cuối tuần rồi hôm cuối tuần vừa vừa qua nè và đến kéo dài đến hôm nay thì ở cái phi trường LAX đó đã giống như là nó hỗn loạn luôn nhất là hôm tối thứ sáu khi mà bao nhiêu cái chuyến bay nó bị delay nó bị trễ rồi cái bắt đầu hành lý nó dồn cục lại ở cái khu vực phi trường này cho nên nó nó rất là khủng khiếp à, rất là may cũng hôm thứ sáu ngọc lan trở về à, trở về đây nhưng mà không đi phi trường LA chứ nếu mà đi LAX thì chắc đã cũng bị lọt vô ở trong cái mớ hỗn độn này mình đi ở John Way cho nên nó 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 vắng người hơn nhưng mà cái lúc mà dừng lại ở phi trường Seattle đó thì nó đông nó đông kinh khủng À, khi mình đi trước đó hai tuần á thầy phi trường nó không đông đến như vậy ừ. nhưng mà hôm thứ sáu vừa rồi nó quá là đông à, các chuyến bay từ Alaska về Seattle rồi từ Seattle về đây thì tất cả đều là nghẹt cứng người hết trên à. chuyến bay của Ngọc Lê, Ngọc Lan đi là nó đông đông đến như vậy thì những ai mà đi chơi trong cái à, ai đã đi thì bắt đầu đi từ cuối tuần rồi rồi ngày hôm nay cũng nhiều người đã nghỉ ngày mai là ngày lễ thì cũng phải cẩn thận chuẩn bị nhiều nhiều thứ lắm à, Cũng liên quan đến chuyện du lịch nữa Thì người ta lại có hôm nay có một nguyên một cái bài viết Ở trên KTLA Họ làm nguyên một cái phóng sự liên quan đến chuyện mà xin passport Xin visa Mỹ ừ. Nó cũng là giống như là một cơn ác mộng với nhiều người Nhiều người đổi, uh, renew lại cái, cái, cái passport Mỹ nè Xin visa uh, đến Mỹ nè Đều phải trừ hao cái thời gian nhiều lắm so với bình thường người ta chỉ tưởng hồi đại dịch đó, hồi dịch covid 19 thì nhân viên ít đủ thứ cho nên nó chậm. Nhưng mà bây giờ dịch đã qua rồi, nó vẫn chậm và nó còn kinh khủng hơn nữa. Cho nên ai dự trù đi đâu, muốn đổi passport, muốn làm cái gì thì quý vị phải chừa ra một khoảng thời gian dài hơn là quý vị nghĩ để tránh cái tình trạng là, ồ mình nghĩ là passport của mình uh, renew lại có thể là hai tháng 3 tháng là có, mình sẽ mua vé dự trù như vậy nhưng mà quý vị phải tính nó dài hơn chứ không thôi mua vé rồi mà passport chưa xong visa chưa xong thì coi như nhiều khi mình sẽ mất tiền nhất là quý vị nào đi du lịch về Việt Nam xin lưu ý nha à, tại vì Việt Nam bây giờ khi mà cái hộ chiếu của quý vị nó có hiệu lực dưới một năm là quý vị không vào trong Việt Nam được hộ chiếu bây giờ cái ngày hết hạn phải là trên một năm trên một năm các nước khác có 6 tháng thôi nhưng Việt Nam là đặc biệt là phải trên một năm nếu quý vị dưới một năm thì không có vào trong Việt Nam được cho nên quý vị thấy là nếu mình coi cái hộ chiếu của mình ô oh, còn hạn tới 11 tháng nữa lận mà thường thường 6 tháng người ta mới đi làm cái renew cái passport hay cái hộ chiếu của mình mình còn tới 11 tháng lo gì không bây giờ là phải trên một năm cái lưu ý cái vấn đề đó Thứ hai nữa, nãy giờ Ngọc Lan cứ nói về à, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Tôi nhận được rất là nhiều email hỏi nha. Ừ. Mình nói là the 4th of July hay là July 4, cách nào đúng hơn? <laughs> Thưa quý vị, cả hai đều đúng hết. Tại vì họ giải thích như thế này. Cái viết chữ đó, nó khác với cái cách nói một tí xíu. Nếu mình viết the 4th of July là đúng nhất. Còn nếu mà quý vị nói July 4 đó cũng được. Nhưng mà cái nếu mà nói theo không phải là ngày lễ, nói theo ngày tháng, July 4 là được rồi. Nhưng mà cái nếu mà quý vị viết ra đó, nếu mà July 4 nếu mà viết số 4 thì phải có chữ th đằng sau lưng. Đó, còn nếu mà quý vị viết nguyên câu thì là July 4 uh, of July. Cái nào cũng đúng hết, tùy theo là mình nói hay là mình viết thôi. Thôi bây giờ quay trở lại với một bản tin khác nó thú vị hơn một tí xíu. Ngày 12 tháng 6 vừa qua thì cục hàng không liên bang FAA của Mỹ đã ký giấy chấp thuận để cho cái chương trình mà chúng ta đang trông đợi từ lâu cứ tưởng như là nó nằm trong phim khoa học giả tưởng là xe bay được khi mà chúng ta lưu thông trên đường nó bị kẹt xe. Oh. Bây giờ mà kẹt xe một cái nha xe mình nó bay bổng lên rồi nó đi về nè qua cái quãng kẹt xe đó rồi nó hạ xuống mà hồi trước giờ coi phim điệp viên 007 hoài mình cứ nói rằng là chừng nào mình mới có đi được cái xe này thì công ty Alep Aero, uh, Aeronautic đã đang thực hiện cái công việc này cái chiếc xe này chỉ chở được có hai người thôi cái số dặm mà bay được thì nó khoảng 110 dặm giá tiền cho chiếc xe này khởi đầu nha quý vị muốn đặt hàng thì bây giờ đặt hàng đi 2025 thì sẽ nhận được hàng cái xe bay này là 300.000 giá khởi đầu nếu mình có option này kia thêm nữa đó thì nó là 300 mấy chục ngàn lên tới gần 4, 400 ngàn đi vào thí dụ như vậy xe sang hơn đẹp hơn ở trong lót gỗ ghế da này kia đó thì nó còn khác nữa thì các vị thấy cái khúc hình ở đây, mình cứ tưởng như là đây là phim hoạt họa hồi xưa nè Ngọc ngộp Đó, xe đi trên đường nè, kẹt xe quá. Cái xe này tới đây là kẹt xe nha. Nhấc lên, bay qua một khúc bên này. Đó. <laughs> rồi hạ xuống bên kia. Đây là mình cứ tưởng là hồi xưa thôi nhưng mà sắp sửa có hiện thực rồi. Và cái và cục hàng không của Liên bang Mỹ là FAA đã ký chấp thuận, nhưng mà không phải chấp thuận để mà xe này được lưu thông trên đường họ chấp thuận để cho xe thử xe thử của công ty này lưu thông trên đường và có thể đáp ứng một số những tiêu chuẩn của cục hàng không thì có thể bay lên qua cái khúc kẹt xe rồi bay xuống bên kia rồi đáp xuống này như thế nào thì họ vẫn còn có những cái luật lệ phải viết ra và chúng ta khi mà đưa cái xe đi lên cao bay như vậy đó thì cũng phải đi đúng hướng chứ không phải là lên đó rồi là búng đi tứ tung thấy, thấy không Nó gian nhau ở trên à, thấy không gian mở rộng quá ô tôi bay qua này bay qua bên kia ví dụ vậy thì nhưng mà cái tin vui đó là cái công ty này đã được chấp thuận bởi FAA là cho phép là ok thử thử nghiệm đi thử nghiệm được thì 2025 sẽ bắt đầu bán cái xe này mà quý vị uh, nhớ đặt hàng trước nha quý vị ngày mai là ngày Tru uh, Le lễ độc lập ở uh, quanh cái vùng này có rất là nhiều nơi sẽ uh, bắn uh, pháo Phá hoa bông. bắn pháo bông cho nên là quý vị có thể vào trong uh, À, lên trên website ở ngay thành phố mình để mình tìm coi cái chỗ nào mình có thể coi bắn pháo bông được mình ở đây á, thì nó rất là gần Disneyland mình có thể thấy đầy trời nhưng mà thật ra sớm nào cũng bắn à, sớm nào cũng bắn pháo bông Xóm hết sớm nào cũng bắn pháo à, bông sớm nào cũng bắn mấy hôm nay là đi đùng rồi nhưng mà để coi nó nhiều hơn á, thì có nhiều nơi để mà mình xem à, ngày mai là ngày lễ lộc độc kính chúc quý vị được một kỳ nghỉ lễ thật là vui và thật là bình an à, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. À, à, ngày thứ thứ tư, tư. Ngày, ngày thứ, thứ tư. tư ngày mai chúng tôi được nghỉ một ngày nhưng mà quý vị nhớ lưu ý nha cẩn thận xe cộ bóp ví của mình à, khi mà chúng ta đi du lịch chúng ta mang theo nhiều hành lý thì là cơ hội có những người người ta lừa đảo người ta trộm cắp người ta để ý thấy cái xe của mình cảm ơn quý vị rất nhiều và sau chương trình cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới Xin kính chào